Ngân Nga Channel xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Xin kính chúc quý cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc. Đây, lô dép đủ màu đen nâu vàng đã được gò ráp xong. Đây mọi người ơi, đó màu đen nè, màu nâu nè, màu vàng nè, mẫu chữ V. Đây mọi người ơi, và đây là mẫu chữ V. Đó, mẫu chữ V đây, màu đen, màu nâu, màu vàng là mình đều đủ hết nha mọi người. Đó, đủ size, đủ số. Đế đây, đế đây là đế 5 phân. Đấy, khi nhà mình làm xong, may xung quanh kỹ lưỡng, may từ trên mặt xuống dưới đế. Cái này, cái đế này là ông xã mình còn làm ra cái rãnh để mà may xung quanh là cổng chỉ nó nằm ở trong cái rãnh này. Cho nên khi mang mọi người yên tâm, làm đúng chất liệu da, qua da, lót da và mặt da. Đó mọi người, đẹp chưa? Đẹp sang trọng lịch sự khi mang vào chân. Không sợ mình vệt cái ống quần xuống dưới đất là nó bị dơ. Đây mọi người, mang cái dép này vào lịch sự sang trọng, đẹp lắm mọi người ơi. Đó, và hôm nay thì mình lên cái này là đủ cái màu đen nâu vàng, đủ size, đủ số. Giá một đôi là 215.000 cộng 25.000 tiền phí ship, tổng là 240.000. Đấy, và ai có nhu cầu thì xin liên hệ số điện thoại 0363 564 582. Và đó cũng là số điện thoại Zalo của mình luôn nha mọi người ơi. Đó, nếu mà chân ai quá nhỏ hoặc là quá to thì cứ kết bạn qua Zalo, rồi mình sẽ tư vấn cụ thể đo chân như thế nào. Thì lúc đó mọi người mình sẽ hẹn mọi người trong cái thời gian là 10 ngày trở lại là mình sẽ đóng cho mọi người nha. Đó, mẫu nào cũng đẹp sang trọng lịch sự lắm nha mọi người. Đây, giá một đôi là 215.000 cộng 25.000 tiền phí ship. Đấy, thấy chưa mọi người. Và bây giờ thì mình xin mời mọi người xem cách làm của nhà mình, ông xã của mình làm, mình quay chi tiết cụ thể rõ ràng, rất là đẹp. Đó, là cái mặt dép của đế 5 phân sau khi mà côn lại rồi nè mọi người. Côn đến pho nè, đến mút nè. Và sau khi mà côn xong thì ông sẽ đem ra hay là pho để cho cái cạnh dép của mình trên bọc cái miếng da này nó đẹp nha mọi người, đẹp hơn, nó sắc sảo hơn. Đó, và đây rồi mình đang mưa. Đây mưa, mưa mọi người ơi, buồn buồn thiêu buồn thích. Đó, buồn, buồn lắm. Mưa nè. Và sau khi qua xong cái cảnh thì sẽ của mình chà. Đó, chà để mình bọc mạch thang keo. Sau khi mà bo cái cảnh rồi chà rồi xong thì mọi người bôi keo rồi khô. Đây là cái mặt da này. Đó, mặt da bôi keo đã nó khô rồi nè. Thì bây giờ ông sẽ của mình dán vào cái mặt da đây. Đó, cái miếng mút đây. Đó, đây. Đó, và đây là sau khi dán xong nè mọi người, thì bây giờ bắt đầu tiếp tục cái hành trình để mà bôi keo. Đó, bôi keo bên đây, bôi keo phơi ra đây. Và trời nay là mưa cho nên là khi mà bôi keo, mà ngồi bôi keo thì phơi nó rất là lâu. Rồi, đây là white đã xén xong và chưa có trang trí trên này. Còn trang trí thắt chỉ, còn mình bỏ khó ra trên này nữa. Đó, bỏ mạc và khó lên. White đã xong và ba màu, màu đen, màu nâu và màu vàng ở đây mọi người. Đó, và bên này là đế. Đế thì sau khi mình bôi keo rồi xong thì mình chắc lên cho nó gọn gàng. Và đây là mặt nè, sau khi mà đã dán vào rồi bôi keo đó mọi người, nhìn cái đường keo nó khô rồi nè. Đây, đó, đây là lớp mặt da này. Đây, thì giờ ông xã của mình là tiến hành là mình gọi là gấp mặt nha mọi người. Đó, giờ gấp cái mặt này nó cao, mình gấp nó khó hả anh? Rồi sau khi mà mình ông xã mình làm cái đường viền xong là mình cho nó gấp. Rồi qua cái mũi, cái gót là bắt đầu gấp bằng cái móng.
Đấy. Nó tròn, nó không có bị dăm dăm dăm. Rồi sau khi gấp mặt xong thì ông sẽ mình đập để cho nó dính giữa cái lớp da và cái xuống cái miếng phô keo nha mọi người. Đây. Và tiếp tục thì cứ như vậy mà gấp cho hết đống này và đống này. Đó. Dép sau khi bọc xong này, đây. Thì ông sẽ mình đem ra máy để mà chèn, chèn cái gò đá được. Đó. Chèn. Khi mà lớp da thì mình phải cần chè đi. Chè. Đây ông sẽ mình cứ chè nha mọi người. Chè thì khi mà mình gò rét thì nó mới ăn. Chứ còn không chè thì mình gò rét nó không có ăn kêu. Da là cái đặc tính của da là vậy nha mọi người. Phải chè kỹ lưỡng rồi mới gò rét. Rồi đây mọi người, mặt đã được canh quay này. Đây. Đó, canh là làm dấu trắng trắng đó nha mọi người. Và qua thì ông sẽ mình chia ra số nhỏ theo số nhỏ và số lớn theo số lớn. Sau khi đâu đó thì đây bôi keo ra để cho nó khô đó. Và bây giờ là bôi keo quai đây. Đó, cái chân quai của cái chân của các chiếc quai ấy là đã được chè rồi. Khi chè là mình gò mình ráp rồi nó mới ăn nha mọi người. Đó bôi đó mọi người thấy cái công đoạn làm nó kỳ công không, lâu lắm. Lâu lắm, từng chút đấy. Và sau khi bôi xong thì phơi ra đây cho nó khô và mặt thì bôi đây đó để cho nó khô rồi cứ tiếp tục như vậy và bôi cho hết cái này. Đấy. Mọi người thấy không, rồi lung tung hết để đóng đóng đóng. Rồi đây mọi người, đây là bôi keo này, phơi ra đây. Đó. Giờ nó khô thì bắt đầu gom lại. Đây, gom đóng lại đây. Đó. Rồi. Rồi bây giờ thì ông xã của mình sẽ tiến hành gò. Rồi. Trước khi gò thì đây nha mọi người. Khi nhà mình gò là gò chuẩn form, khi gò đóng đinh. Đinh ở mũi và ở gót. Đó. Đây. Đó. Gò cái đế nằm phân thì gò ở ngoài cái mặt. Và nếu mọi người thấy kênh Ngân Nga hay hữu ích thì hãy đăng ký kênh, bấm chuông và chia sẻ rộng rãi để nhiều bà con trên mọi miền đất nước biết và sử dụng đến đúng chất liệu hàng da, ngoài da, lót da và mặt da. Ngoài đế 5 phân ra thì nhà mình còn có đế 3 phân, đế 2 phân rưỡi và đế quay kẹp, quay ngang, đế 2 mét. Đây chữ X tù lung tung đây mọi người. Đế nhà mình cứ mình về thì mình chắc đây. Đó. Đóng đây. Và da thì mình để mấy bên kia. Rồi sau khi mà gò xong thì ông xã của mình vạt cái chân quay. Đó là mình nhìn như vậy thôi nhưng mà ông xã mình vạt sơ thôi, cái miếng nó rất là mỏng. Đó, miếng nó rất là mỏng đó. Đó. Để khi mình ráp là cái chân quay nó không có bị cộm. Đấy. Gò tiếp cái mặt với cái quay còn lại đó mọi người. Đây, khi nhà mình thì làm có màu đen, màu nâu và màu vàng nha mọi người. Rất là đẹp. Đây mọi người ơi, dép sau khi gò xong thì bây giờ là bôi keo để ráp nha mọi người. Đó. Đây. Khi mà bôi keo thì cái đế này là có cái đường nhiễu một chút xíu. Cái đường biên á thì ông xã mình cũng đã chà và bôi keo lên cái đó để khi mình ráp là nó ăn, nó không có bị hở nhiễu hở biên đó mọi người. Đó mọi người thấy không, công phu kỹ lưỡng khi Gọi xong rất là vui vẻ. gò xong rồi còn lót mặt đồ kỹ lưỡng, mình ráp đôi dép nó đẹp, nó sắc sảo.
Đây. Đó mọi người thấy chưa? Đây. Rồi sau khi mà bôi xong thì cứ dựng lên đây cho nó khô. Chô chà cả dinh cả sớ. Đợt này là mình lên là màu đen, màu nâu và màu vàng. Hai mẫu rất là đẹp, rất là ưa chuộng, mang vào chân là đẹp, sang trọng và lịch sự. Mẫu này là mua mãi mãi. Nha. Yeah. Mẫu này là đỉnh mãi với thời gian. Dạ. Cứ làm lên là bán hết, làm lên bán hết. Nói chung là mình làm là mình may không kịp luôn đúng không anh? Làm không kịp mà may làm nhìn chung. Làm mũi luôn nè. Anh làm lâu lắm mọi người đó, mọi người thơ. Giờ cứ tiếp tục như vậy và ông xã mình bôi keo để cho nó khô ráo đâu đó rồi bắt đầu là cái chồng đế bên này đó, coi chứ ngã ngã đè luôn nha mọi người ơi. Ừ. Em có một bát phạt nữa nè. Rồi dép sau khi bôi xe keo xong thì ông xã của mình lại là hơ lên bếp lửa rồi nha mọi người. Bây giờ bắt đầu là ráo đó. Với cái quá trình ráp thì nhà ráp cái đế năm phân thì mình cũng có quay những video trước, và khi mình làm ở những cái video sau thì mình vẫn tiếp tục quay cho mọi người xem, vì cái cách quay cách xem nó rất là thú vị, mình cảm thấy nó rất là hay. Và sau khi mà ráp rồi xong thì ông xã của mình đó, đây mọi người, đây bỏ ra đây. Đó, mua đôi dép ở nhà mình là mọi người yên tâm về chất lượng, làm đúng chất liệu da, quay da, lót da và mặt da. Đây, khi làm xong đều may xung quanh kỹ lưỡng. Đó, mang một đôi dép nó đúng nghĩa, là không có sợ mà hở xung quanh hay là như thế nào, rồi mọi người đi dán chỗ này, đi dán chỗ kia, rồi đó là cái đó là vấn đề đó là không có. Không bao giờ xảy ra. Đấy, và bây giờ thì ông xã của mình cứ như vậy và ngồi ngay cái bếp lửa hơ rồi ráp, hơ rồi ráp, hơ rồi ráp rồi ép. Đó, khi nhà mình làm chuẩn phôm, chuẩn số, chuẩn phôm là 8, 9, 40, 41, 42 và chân ai 43 hay là chân 37 nhỏ 36, 37 gì đó thì cứ liên hệ với mình qua số điện thoại 0363 564 582 thì mình sẽ tư vấn mọi người cụ thể, rồi mọi người đo chân đâu đó rồi mình sẽ báo thì ông xã của mình sẽ làm. Đó là cái quy trình nhà mình làm là như vậy nha mọi người. Và cái khi nhà mình làm thì mình cũng quay các cái công đoạn cũng xem rất là hay. Đấy mọi người thấy không? Đợt đây là làm ba màu đen, nâu, vàng, rất là đẹp luôn mọi người ơi. Những mẫu bán rất là chạy luôn. Và bây giờ thì tiếp tục ông xã mình ráp cho xong hết cái lô dép này nè mọi người. Đó. Ép rồi còn may xung quanh nữa mà. Lo gì? Rồi lô dép đã được gò ráp xong nè mọi người ơi. Đây, đế 5 phân. Mình làm đủ màu luôn. Màu đen, màu nâu và màu vàng. Đó, màu đen nè, màu nâu nè, màu vàng nè. Đó, mọi người thấy đẹp không? Đó. Đó, còn mấy chiếc ông xã mình tiếp tục và ráp cho nó xong. Đấy, còn một chiếc nữa chứ mấy. Đây. Và đây là mẫu chữ V. Đó, đế 5 phân đây nha mọi người. Đó, khi nhà mình mà làm xong thì ngồi may xung quanh kỹ lưỡng. Ở những cái video trước thì ông xã của mình cũng đã ngồi may tỉ mỉ từng đường kim mũi chỉ, may từ trên mặt xuống dưới đế. Cái ở dưới đế này nè là ông xã mình còn sủi cái đường để rồi còn may xung quanh. Cho nên nó rất là kỳ công khi ra một đôi dép. Cho nên là mình mong mọi người khi xem video xem kỹ rõ ràng thì nó sẽ rất là thú vị. Và đây là màu vàng của cái mẫu có khó. Đấy mọi người thấy không? Làm đúng chất liệu da, quay da, lót da và mặt da. Đó, và bên đây là màu nâu. Đấy, rất là đẹp luôn mọi người ơi. Màu nâu của có đế có khó. Và đây là cái mẫu chữ quê. Đó. Ở đây, mẫu chữ V, màu đen. Mẫu nào cũng sang trọng lịch sự nha mọi người. Mang vào chân á là cái này mình không có sợ dơ ống quần gì hết mọi người ơi. Đó.
Khi may là nhà mình may hoàn toàn bằng chỉ sáp, chỉ còn chỉ 1 ly 2 nó rất là to, cho nên mọi người mang không có sợ đứt chỉ, rất là yên tâm luôn. Và bây giờ thì mình xin chào mọi người, hẹn mọi người ở những video sau. Xin chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc để thành công.